Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì hôm nay đàn cuốn của mình cũng đang đùa giỡn nô đùa, nói chung là cũng vui vẻ. Cưng lắm nè, là bé ơi. Út quậy đây. Bé đầu rồng để chơi với mọi người nữa nè. Biểu ơi, rau rau. Biểu ơi. Biểu. Rồi. 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 Ra mặt đây. Nói chung bữa nay là ngày thứ bảy cả nhà, thì không ai cũng đi làm hết, mình ở nhà. Rồi. Rồi. Đó, chiều tối rồi đó, thì nói chung là bữa nay hết thức ăn rồi cả nhà ơi. Đó, thì hôm nay không có đi làm nên hết thức ăn, chỉ có ăn bữa cơm chiều thôi. Cưng cũng đau rồng mà. quá mùa mưa sắp tới rồi mà cái sân mình còn dở dang quá cả nhà, nó nổi rong xanh và nó bị bể ráo à. Mấy đứa này môi móc hết trơn. Đồ rồng đói rồi, giờ cũng ha tiếng nữa mới có cơm ăn chiều. Đó thì nói chung là mong cô dì chú bác thì ai có khả năng thì giúp đỡ cho thằng cuốn của mình cả nhà ơi. Thì bây giờ mình phải ở nhà, không đi xa được, ít đi làm lắm. Đó thì mẹ nằm chỗ á, đó thì không ở nhà hết nên mình phải nghỉ từ ở công ty ra, tính là đi làm kiển, cũng thấy cũng được, cũng khá hơn làm bảo vệ. Rồi từ cái mẹ cái té xong rồi giờ cái mẹ mình không có đi được luôn. Đó, thì xương thì nó lành, nó không đau chỗ xương nữa, mà cái chân thì nó cảm giác như nó bị mất cảm giác hay vậy, nó không có đi được. Đó, nên là phải ở nhà ẩm đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đó, thì rất là khó khăn, sinh hoạt rất là khó khăn nên mình phải ở nhà. Thì sáng giờ thì mưa, giờ cái giờ cũng hết mưa, lát mưa nữa giờ cái gì. Mùa này mùa mưa rồi. Đó thì cô chú anh chị có khả năng thì giúp đỡ cho thằng của mình có cái sân. Cái sân này chủ yếu chỗ cái này thôi. Lót lên cao lên cả này nè. Với có đồ ăn đồ uống đồ, chứ giờ gần 50 bé rồi nên không có, mình không hết khả năng cả nhà. Xin dừng video đây cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật nhiều vui hạnh phúc nha. Đó thì thằng Tuấn nó ngồi nó chờ mình ăn nè. Xin chào. Chúc cả nhà luôn vui hạnh phúc. Đó thì cả nhà xem với chia sẻ bấm một like. Cô chú anh chị nào có khả năng là giúp đỡ cho thằng Tuấn mình có cơm no ở mặt nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.